để tiếp tục phần giao lưu đơn ca tài tử câu lạc bộ Nguyễn Thanh Nguyệt chúc hôm nay. Xin giới thiệu tài tử cao Quốc Thắng sẽ đến với chúng ta bằng thể điệu Hoài Thương 10 câu. Thành phần nhạc sĩ gồm có nhạc sĩ Tư Danh đờn cò, nhạc sĩ Minh Nguyệt đờn canh, nhạc sĩ Nguyễn Thanh đờn guitar.
Một người dân